Có vẻ như CPU Ryzen 3 3001 mãi nó không chịu hạ nhiệt, mà cũng có rất nhiều bạn muốn mua được cái combo sử dụng CPU Ryzen 3 3001 về để chơi game, mà mức giá bỏ ra cho một số combo ngày trước mình giới thiệu nó hơi cao một chút. Vì thế ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một combo có mức giá thậm chí nó còn rẻ không tưởng luôn, chỉ 11.499.000 đồng, và đây chính là em nó. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. CPU Ryzen 3 3001, 4x8 luồng, xung nhịp tối đa có thể đạt được là 3.9GHz. Thông số, các bạn đã nghe quá nhiều rồi, nó quá ngon để có thể chơi game. Các loại GTX 1660 nhá, 11 triệu rưỡi thôi, các bạn đã có 1660 rồi. Tuy nhiên phiên bản được mình lựa chọn đây chỉ là phiên bản điện tử Colorful, nó có một ống đồng, và về phần thiết kế nó giống như phiên bản Game X ngày xưa, là cắt giảm đi một chút. Thì dù sao thì giá nó cũng rẻ mà, và hiệu năng tản nhiệt theo mình đánh giá nó vẫn là trong mức gọi là ổn để có thể sử dụng. RAM sẽ là một thanh 8GB đến từ Keystone HyperX. 8GB thực tế ra nó không quá nhiều, tuy nhiên nó vẫn đủ để các bạn có thể làm như kiểu mở vài chục tab Chrome đơn giản này, chơi các tựa game online nhẹ nhàng này. Còn nếu chơi các tựa game offline thì 8GB nó hơi ít. Tuy nhiên thì mức giá nó thấp mà, các bạn hoàn toàn có thể mua thêm một thanh nữa để cắm vào và vừa channel, và RAM lại nhiều. Để tiết kiệm chi phí thì chúng ta sử dụng main A. Main B thì rõ ràng cắm được nhiều cái, nhưng main A nó vẫn ngon. Thì đây là A320MK Prime lấy từ Asus. Thì cái mẫu main này, đầu tiên khi mình chưa sử dụng ấy thì mình nghĩ là chỉ dùng duy nhất một cổng cấp nguồn 4 pin thôi, thì liệu có cấp đủ điện cho CPU không, mình cũng băn khoăn lắm. Nhưng mà khi cắm vào mình test ấy, thì CPU vẫn hoạt động max sung. Khi test kể cả Cinebench R20 thì CPU vẫn hoạt động hoàn toàn ổn định, không có vấn đề gì xảy ra cả. Thế nên mình chắc chắn với các bạn luôn, bên này vẫn có thể đáp ứng cho các bạn. Và ngoài ra cái bên này vẫn có HDMI để các bạn có thể cắm hai slot RAM, thì một slot mình cắm sẵn rồi, còn một slot nữa thì các bạn có thể nâng cấp lên theo kiểu tùy ý, bao nhiêu thì là việc của các bạn thôi. Và vỏ cây OMG, đây chắc là lần thứ hai các bạn thấy vỏ cây này rồi. Lý do duy nhất để mình lựa chọn bởi vì nó vừa rẻ, nó vừa đẹp, và nó cũng có đủ thông thoáng để các bạn có thể sử dụng. Và đặc biệt mặt trước của nó vẫn có mặt kính cường lực. Ok, thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của cái combo này, để các bạn thấy xem 11 triệu rưỡi các bạn bỏ ra nó có xứng đáng hay không nhé. Slowly dream.
Thì vừa rồi là cái phần trải nghiệm năng. Thì nếu như các bạn thích bộ cái combo nó giống hệt như thế này thì các bạn có thể mua thêm bộ quạt đến từ IV Cooling nữa. Bộ này vô cùng rẻ thôi, nó chỉ rơi vào khoảng độ 600-700 nghìn. Các bạn sẽ có 3 quạt LED RGB thay đổi theo các màu các bạn thích. Ngoài ra nó còn có cả điều tốc nữa cho các bạn thích nhanh được, thích chậm cũng được, muốn sao cũng được hết. Và thực tế ra nhá, thì mình sẽ có một số các nhận xét về bộ PC này. Các bạn đang lựa chọn một combo kiểu để chơi game thì thường sẽ CPU AMD và cả loại đến từ Nvidia đúng không? Ở đây nó đáp ứng được. Các bạn muốn một combo đắt hơn thì chúng mình cũng có các combo đắt hơn dành cho các bạn. Tuy nhiên cái bộ combo này nó chỉ có một thời gian 11 triệu rưỡi thôi và nó chiến được rất nhiều các tựa game, mỗi tốn hơi ít RAM, RAM một thêm được. Thì nếu như các bạn quan tâm, đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Các bạn có thể click vào để chọn mua hoặc thích những cái sản phẩm khác thì đường link có đầy đủ luôn, bởi vì chúng mình đã làm về CPU Ryzen 3 3100 này, hay thậm chí là Ryzen 3 3300X chúng mình cũng đã làm rồi, hay thậm chí là cái Ryzen 5 3600 chúng mình cũng có đầy đủ hết ở ngay bên dưới phần mô tả video. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.